theo tất cả mọi người, đợt vừa rồi thì Phương có tham gia một cái bộ phim được chiếu vào dịp Tết năm vừa rồi và phải nói là được rất nhiều người yêu thích. Và đặc biệt là có rất là nhiều khán giả xem phim là khách hàng của Mega Passion. Đó, nên là Phương nghĩ là chắc là do là một năm vừa rồi mình cũng review nhiều quần áo của Mega Passion một cách rất là có tâm, nên là kiểu mọi người cũng chú ý đến phim của Phương hơn. Thì năm nay là Phương lại tiếp tục quay trở lại đây và review rất là nhiều những cái mẫu váy đẹp, những cái bộ trang phục đẹp cho các chị em để mọi người có thể diện. Mẫu váy này là một cái mẫu váy mà mọi người nhìn dáng của nó cũng khá là quen thuộc rồi. Đây, vẫn là cái dáng ôm suông giống như cái dạng phông dáng dài khác mọi năm. Nhưng mà năm nay thì về rất là nhiều màu sắc và họa tiết chi tiết đẹp. Cho mọi người lựa chọn luôn, nhiều lắm luôn đấy. Em này thì tông màu của nó là tông màu nâu tây, nâu nhạt, pastel, cực kỳ tôn da luôn. Ngoài ra thì phần trước ngực này nó có một cái vài điểm nhấn in chữ rất là basic thôi, nên là nhìn nó kiểu lịch sự hơn, trang nhã hơn và nó có cái gì đấy kiểu sang trọng. Nó không phải là kiểu trẻ trung nữa, năng động nữa, mà nó mang một cái gì đấy kiểu như là mình chín chắn hơn bình thường. Cái mẫu này thì nhìn nó kiểu như một cái váy dài ấy. Nó không giống một cái không dáng dài mà nó giống một cái váy dài. Váy này thì mọi người có thể gọi là mix đồ một cái chất lông dài, bởi vì tông màu nâu này là một cái tông mà cực kỳ dễ mix đồ. Mọi người thì phối với giày thể thao giống như Phương đây đó, hoặc là phối với bộ cao gót cũng được, sandal cũng được. Mọi người thì thấy là cái chất liệu của nó thì thôi năm nào cũng rất là đẹp rồi. Năm nay vẫn tiếp tục là yumi mỏng, co giãn 4 chiều, rất là bền vải, dùng sử dụng rất lâu và giặt thoải mái. Về size thì cũng có đầy đủ size nhá, S, M, L, XL. Đó, thì như Phương là 48kg và đang mặc size S.